Tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những nội dung chính. Thưa quý vị, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xác nhận trên địa bàn đang xảy ra vụ cháy lớn tại xưởng sản xuất bao bì đựng thức ăn nhanh. Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra lúc 13 giờ 15 phút ngày 20 tháng 6 tại xưởng sản xuất bao bì đựng thức ăn nhanh có diện tích khoảng 1 900 m2 thuộc địa bàn thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ngay khi xảy ra cháy, lãnh đạo huyện Đại Lộc đã chỉ đạo lực lượng chức năng huyện và xã Đại Hiệp khẩn trương tiếp cận hiện trường để xử lý và báo cáo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Quảng Nam hỗ trợ. Ông Lê Văn Quang, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay các lực lượng chức năng đang tiến hành các biện pháp để dập tắt đám cháy và khống chế không để đám cháy lan sang các cơ sở lân cận. Thông tin ban đầu chưa có thiệt hại về người và chưa thống kê được thiệt hại về tài sản. Đến 15 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế. Cùng với các lực lượng chức năng của xã, huyện Đại Lộc thì hiện lực lượng phòng cảnh sát chữa cháy công an tỉnh Quảng Nam cũng đã có mặt để hỗ trợ dập lửa. Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ cháy xưởng sản xuất bột nhang nằm trên đường Trần Văn Dầu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Bước đầu xác định có hai người tử vong và nhiều tài sản bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 19 tháng 6, người dân phát hiện xưởng sản xuất bột nhang rộng khoảng 1.000 mét vuông nằm trên đường Trần Văn Dầu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, bất ngờ bùng cháy do bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút xốp, bột gỗ, khiến đám cháy bùng phát mạnh. Lực lượng tại chỗ cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy đã tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Bình Chánh nhanh chóng xuống hiện trường triển khai công tác dập lửa. Do sức nóng của đám cháy, công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Nhiều máy bơm công suất lớn được huy động hút nước trực tiếp từ dưới kênh để phun nước vào đám cháy. Hơn 17 giờ 30 phút ngày 19 tháng 6, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước vào bên trong xưởng để dập tắt lửa hoàn toàn. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh, bước đầu xác định đã có hai người tử vong từ vụ cháy. Danh tính nạn nhân chưa được công bố. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Trước đó vào khoảng 15 giờ ngày 19 tháng 6, người dân phát hiện xưởng sản xuất mút xốp rộng 1.000m2 trên đường Canh 10, ấp 1, xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cũng xảy ra cháy lớn nên hô hoán cho người bên trong biết để chạy ra ngoài. Phát hiện hỏa hoạn, các công nhân và người dân xung quanh kéo vòi nước dập lửa nhưng không thành. Do gặp vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan rộng bùng phát dữ dội, khói đen bốc lên cuồn cuộn. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Bình Chánh và đội chữa cháy khu công nghiệp Lê Minh Xuân điều động nhiều xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường phối hợp chữa cháy. Lực lượng chữa cháy chia thành nhiều hướng và sử dụng nhiều máy bơm công suất lớn hút nước từ dưới kênh để dập lửa. Sau gần 2 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy đã thiêu dụi nhiều tài sản có giá trị. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ cháy lớn ở đường Trần Văn Dầu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, làm hai người tử vong. Bước đầu cơ quan chức năng xác định hai nạn nhân tử vong trong vụ cháy cơ sở bột nhang ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh là công nhân làm việc tại đây. Thời điểm xảy ra cháy, hai người này đã thoát ra ngoài an toàn nhưng quay lại chữa cháy dẫn đến tử vong. Danh tính của hai nạn nhân được xác định là ông HTH 37 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức và LQV 46 tuổi, ngụ quận Bình Tân. Trước đó khoảng 14 giờ 15 phút ngày 19 tháng 6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo cháy tại cơ sở bột nhang nằm trên đường Trần Văn Dầu, ấp 2, xã Phạm Văn 2, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh điều động 6 xe chuyên dụng, 33 cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Bình Chánh đến hiện trường, khống chế đám cháy, ngăn cháy lan sang các cơ sở xung quanh. Thời điểm cháy, cơ sở này có 11 công nhân đang làm việc và kịp thời chạy thoát ra ngoài. Tuy nhiên, có hai công nhân quay lại tham gia chữa cháy và bị cấu kiện nhà xưởng đổ sập làm mắc kẹt bên trong. Tối ngày 19 tháng 6, lực lượng chức năng tìm thấy được một nạn nhân. Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6, lực lượng chức năng dùng máy cuốc đào bới đống đổ nát và tìm thấy thân thể nam công nhân còn lại. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định cơ sở này có kết cấu xây dựng tường gạch mái tôn, một lối thoát nạn ở cửa chính, một lối thoát nạn ở phía sau thông qua nhà dân và có trang bị 16 bình chữa cháy sách tay các loại. Vụ cháy làm nhiều tài sản bên trong cơ sở bột nhang bị cháy hoàn toàn, hư hỏng và cháy khoảng 300 m2 diện tích nhà xưởng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh và các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ. Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cho biết một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng tại số nhà 8B, ngõ 3, xóm 4, Hà Trì 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông. Trước đó khoảng 2 giờ 40 phút ngày 20 tháng 6, người dân phát hiện có cháy tại tầng 1 và 2, ngôi nhà 5 tầng tại số nhà 8B, ngõ 3, xóm 4, Hà Trì 4, phường Hà Cầu, đã hô hoán và báo cho chính quyền sở tại và gọi 114 để báo cháy lực lượng tại chỗ, người dân, tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở, chính quyền, công an sở tại đã nhanh chóng đến hỗ trợ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an quận Hà Đông đã điều động một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy đến hiện trường. Công an quận Thanh Xuân điều động hai xe chữa cháy, một xe chỉ huy đến chi viện. Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội điều động hai xe chữa cháy, đội phòng cháy chữa cháy khu vực 4, và một xe chở phương tiện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện các phương án dập lửa, cứu nạn tại hiện trường tầng 1 và tầng 2 ngôi nhà bốc cháy dữ dội. Lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ kịp thời, cứu một nạn nhân bàn giao cho cơ quan y tế để cấp cứu, đồng thời triển khai phương án chữa cháy. Sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thống kê ban đầu không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Theo công an tỉnh Bắc Giang, nguyên nhân vụ cháy làm 3 người thiệt mạng ở thành phố Bắc Giang là do đường dây điện chuyển nguồn cho điều hòa nhiệt độ ở tầng 2 bị quá tải, gây chập cháy ở phòng chứa đồ. Cụ thể, cơ quan công an cho biết kết quả khám nghiệm hiện trường xác định nguồn lửa xuất phát từ khu phòng chứa đồ cạnh cầu thang và nhà vệ sinh ở tầng 1 có nhiều vật dụng là đồ nhựa. Nguyên nhân gây cháy là do đường dây điện chuyển nguồn cho điều hòa nhiệt độ ở tầng 2 bị quá tải, gây chập cháy ở phòng chứa đồ cạnh cầu thang ở tầng 1. Khi cháy, các thành viên trong gia đình đều đang ngủ nên không phát hiện kịp thời. Khói và nhiệt từ tầng 1 bốc lên tầng 2 gây ngạt thở các nạn nhân dẫn đến tử vong. Trước đó vào lúc 3 giờ 41 phút sáng ngày 16 tháng 6, vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 43 đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, do chị DTH sinh năm 1981 làm chủ hộ. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an thành phố và lực lượng phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang đến hiện trường triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ và chữa cháy. Đến 4 giờ 30 phút cùng ngày 16 tháng 6, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy làm 3 nạn nhân tử vong. Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại về tài sản gồm một xe đạp điện và một máy giặt ở tầng 1, giường tủ ở phòng ngủ tầng 2. Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Thị Thảo, 36 tuổi, chú xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Thảo kinh doanh buôn bán ở chợ Voi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2014. Đến năm 2015, những người buôn bán ở chợ này rủ nhau chơi hội và thống nhất giao cho Thảo làm chủ hội. Người phụ nữ sau đó tổ chức cho người chơi tham gia các dây hội theo hình thức có lãi. Mỗi dây có 10 suất mỗi suất đóng 100.000 đồng một ngày trong thời hạn 10 tháng. Cuối tháng khi đã thu đủ, Thảo cho người chơi bỏ phiếu mua hụi. Ai bỏ ra số tiền cao nhất sẽ nhận được số tiền của tháng đó. Số tiền mua hụi của tháng đầu tiên sẽ được chia đều cho 11 suất. Trong đó Thảo được hưởng một suất để trả lãi cho những người không mua hụi. Từ tháng thứ hai trở đi, Thảo sẽ bớt phần lãi của những người đã mua ở tháng trước. Cứ như vậy, đến cuối tháng, người nhận tiền không phải trả tiền mua hụi mà chỉ cần trả cho Thảo 100.000 đồng tiền công. Công an xác định, cuối năm 2019, Thảo kinh doanh thua lỗ. Trong khi số tiền lãi phải trả cho các dây hụi nhiều nên số tiền thu hụt bắt đầu thâm hụt. Đầu năm 2020, số tiền hụi mà Thảo thâm hụt khoảng 2-3 tỷ đồng do mất khả năng thanh toán trả lãi hàng tháng cho người góp và chi tiêu cá nhân thảo yêu cầu người góp hụi nộp thêm tiền và hứa trả tiền gốc lãi đầy đủ đúng hẹn để họ tin tưởng nộp tiền khi có người cần mua hụi do không có tiền trả thảo đã đưa ra thông tin gian dối là có người khác đã mua với giá cao hơn thảo còn viết giá cao hơn để họ không mua được nữ chủ hụi còn lừa vay lại số tiền hụi của nhiều người với lời hứa trả đủ cả gốc lẫn lãi rồi chiếm đoạt số tiền vay được Đầu năm 2023, Thảo tuyên bố vỡ nợ. Theo cáo buộc, từ năm 2020 đến năm 2023, Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt của 65 bị hại với tổng số tiền hơn 13,2 tỷ đồng. Tại tòa, Hoàng Thị Thảo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thảo 20 năm tù giam. Tòa án Nhân dân thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức xét xử vụ án chống người thi hành công vụ tại khu vực thi công xây dựng bến số 3, cảng container Long Sơn thuộc địa phận xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Bảy bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Văn Quyền, sinh năm 1989, Mai Đình Toàn, sinh năm 1984, Mai Văn Tự, sinh năm 1971, Lê Thị Thủy, sinh năm 1970, Vũ Thị Bình sinh năm 1990, Mai Văn Thiết sinh năm 1984 và Nguyễn Thị Phương sinh năm 1992 đều trú tại xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, nhằm phản đối việc thi công xây dựng bến số 3 cảng container Long Sơn, trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2023 tại khu vực thi công xây dựng bến số 3 cảng container Long Sơn, bảy đối tượng đã có hành vi dùng thanh gỗ, gạch cớm, đá cát, tấn công và hắt nước biển vào lực lượng cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Hành vi này đã gây cản trở lực lượng chức năng thực thi công vụ trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nhà nước. Vì vậy, các đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 1 điều 330 của Bộ Luật Hình Sự. Tại phiên tòa, trải qua các phần tranh luận xét hỏi, Tòa án Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Quyền, Mai Đình Toàn, Mai Văn Tự 12 tháng tù. Các bị cáo Lê Thị Thủy, Vũ Thị Bình, Mai Văn Thiết mỗi bị cáo 9 tháng hưởng án treo. Bị cáo Nguyễn Thị Phương 15 tháng cải tạo không giam giữ. Trước đó, năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn dự kiến khởi công xây dựng bến số 3 cảng container Long Sơn với tổng mức đầu tư 752 tỷ đồng thực hiện trên tổng diện tích mặt nước khoảng 15 hecta, chiều dài bến cảng 250 m. Dự án sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2025. Đây là công trình hạ tầng biển quan trọng đối với khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ. Việc triển khai xây dựng vào thời điểm này là rất cần thiết nhằm hình thành phát triển khu vực cảng container chuyên dụng đầu tiên tại cảng Nghi Sơn. Bến số 3 khi hoàn thành sẽ tạo thành đê chắn sóng, chắn gió đồng thời tạo thành vùng nước diện tích khoảng 10 hecta phục vụ ngư dân neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn. Dự án góp phần tăng nguồn thu cho tỉnh Thanh Hóa, tạo nhiều việc làm cho người lao động ở xã Hải Hà cùng nhân lực trong ngoài tỉnh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like theo dõi kênh. Việt Nam Net sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!